Đồng danh. Khi sinh ra đời, mỗi người đều có hai vị tiểu thần đi theo từng bước chân cho đến tận khi nhắm mắt. Một vị tên là Đồng Sinh, một vị tên là Đồng Danh. Hai vị ấy ghi chép đầy đủ mọi việc thiện ác của mỗi người, không sót một việc chi. Thiên có thiên thần, địa có địa thần, cùng các quỷ thần. Chư thần quan, thiên tường trọng trời đất là những vị đảm trách công tác điều tra, gọi là tư quá chi thần chuyên giám sát công, tội ở nhân gian. Trong kinh Phật giảng, thiên thần hay quỷ thần đều có ngũ thông này là phúc báo của họ. Họ chỉ không có lậu tận thông thôi, chứ thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, thần đều có đủ. Nếu so sánh thì oai lực thần thông của địa thần chẳng bằng thiên thần và năng lực của thiên thần lại thua kém người tu hành chứng quả. Song đối với người tu thế gian thì năng lực của họ đã rất đầy đủ. Vì mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta, họ đều biết hết và ghi rõ, đợi đến khi ta chết rồi thì căn cứ theo đó mà phán quyết. Chúng ta khởi tâm động niệm cũng là tạo tác, nhưng phát ra hành vi thì càng nghiêm trọng hơn. Nếu đã hiểu rõ rồi, thì mỗi khi khởi tâm, động niệm chúng ta cần phải luôn cẩn trọng vì sợ quả báo. Nếu bạn khởi niệm ác, làm ác, tương lai không tránh được ác báo. Vì vậy mới nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đạo lý chân thực này, thời nay ít người biết. Gặp kẻ không có thiện căn, không có phúc, mà bạn nói với họ những điều này, thì họ sẽ cười chê. Miệt thị là bạn quá mê tín, quá ngu muối nên nói toàn lời hoang đường. Do họ khó thể tin nên không tiếp thu được. Nhưng đến khi quả báo hiện thì có hối cũng đã muộn. Mà có khi họ chẳng biết đây là ác báo chỗ do họ không tin. Đó là nghi. Mà các niệm, tham, sân, si, mạn, nghi đều thuộc nhóm phiền não cực lớn, làm chướng ngại trí huệ, xui bạn tạo vô biên tội. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật giảng, mỗi người khi sinh ra đều có hai vị thần luôn theo bên cạnh. Một vị tên Đồng Sinh, một vị tên Đồng Danh, chọn đời không lìa xa bạn. Hai vị thần này ở trên vai, chúng ta không thể thấy hay biết được, mọi người không ai thấy tới. Nhưng hai thiên nhân này cũng tính là thiên thần, ngày đêm không rời bạn. Trong kinh Phật cũng có gọi họ bằng tên khác, thiện, ác đồng tử. Một vị coi việc thiện cả đời bạn, một vị coi việc ác cả đời bạn. Như vậy thử nghĩ xem, bạn làm gì không có ai biết ư? Dù làm ác không ai thấy, bạn cho rằng mình có thể trốn thoát được ư? Không ai trốn được, phải nói là vô phương trốn. Vì vậy những kẻ đụng người chết trong đêm khuya mà dồ ga bỏ chạy, cuối cùng cũng xa lưới pháp luật. Nếu thoát được, thì điều này phải xét thêm về nhân quả oan trái khuất tất trong nhiều kiếp giữa họ và nạn nhân, bởi vì không có gì bất công và tình cờ. Hai đồng tử thiện, ác chính là hai vị thần Đồng Sinh và Đồng Danh mà trong kinh Hoa Nghiêm nhắc đến. Phật giảng rằng, cả đời mỗi người chúng ta có hai vị thiện, ác đồng tử ngày đêm theo sát, không rời phút giây nào. Nếu bạn thường nghĩ đến có hai đồng tử này luôn ở bên ta, vậy thì sao mỗi lúc khởi tâm động niệm, nói năng, tạo tác, bạn lại không cẩn trọng? Lời Phật giảng ra, quyết định không phải là lời giả, thế thì chắc chắn Ngài không hề lừa dối chúng ta. Ngày xưa ta có nhiều dịp tu học, được phụ mẫu, thầy giáo dạy dỗ, bạn lành khuyên răn, nên tạo ác ít, làm lành nhiều. Nhưng bây giờ, người thời nay thường chê nền văn hóa giáo dục truyền thống xưa là cổ hủ, họ không cần đến, cũng không thèm tin, mà cha mẹ cũng không thể dạy, hoặc không dành để dạy giáo sư cũng chẳng để ý tới điều này. Thế là cả đời chúng ta chỉ biết chiều theo phiền não, tập khí ác, tạo vô lượng tội, thế thì làm sao mà không đọa lạc và không bị thiên địa quỷ thần trừng phạt chứ? Ngoài hai thần Đồng Sinh và Đồng Danh gia, còn có thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, cũng ghi lại thiện, ác của người. Chư quỷ thần này đông không kể xiết, các tôn giáo đều nhắc đến, đều có ghi. Như vậy, mỗi khi chúng ta khởi tâm, động niệm, nói năng, tạo tác, liệu có thể giấu được ai chứ? Vì vậy ta cần khắc phục phiền não, tật xấu của mình, lo sửa lỗi đổi mới, nỗ lực tu thiện. Chúng ta sống phải biết hướng thượng thăng hoa, mục tiêu chúng ta là phẩm hạnh nhân cách, hành vi phải luôn xứng đáng, tuyệt hảo, tối ưu, tốt lành. Được vậy tất nhiên chúng ta sẽ ở cảnh tương xứng với tâm hạnh của mình. Nhờ nhân duyên đặc biệt, tôi, Hòa Thượng Quảng Hóa, cũng đã nhìn thấy họ, vóc dáng giống như đứa trẻ 7-8 tuổi, hèn gì mà Phật gọi là đồng tử. Đó là vào năm Dân Quốc 56, 1967, lúc ấy tôi đang làm giáng sư chủ nhiệm, giảng dạy tại Phật Học Viện Từ Minh Tự. Trường khai giảng vào ngày 14 tháng Giêng, nhưng trước đó một hôm, là ngày 13, thì tôi bị bệnh chỉ phát tác, gây đau đớn không cùng,
Đáng lo hơn nữa vì sáng mai là lễ khai giảng Phật học viện Từ Minh tổ chức lễ khai giảng rất long trọng. Có nhiều sư trưởng và các nghị viên cùng quan chức chính quyền đến tham dự. Tôi phải giới thiệu mọi người diện kiến và thuyết giảng nhưng tôi bệnh thế này làm sao mà dự lễ đây. Thôi thì sức thuốc cho ổn, hy vọng ngày mai có thể đứng, có thể nói thế là tôi đi tìm thuốc cao dáng không ngờ lại lấy lộn thuốc, nên khi vừa thoa vào, nghe đâu thấu trời đất. Lại còn đứng lên hết nổi, máu mũ chảy tùm lum ôi chao. Cơn đau hành hạ nửa ngày, tôi phải cắn răng chịu, dán lết về phòng dỗ dứt, nhưng suốt đêm không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, khi thức dậy, vừa nhìn thì thấy ngay một đống máu mủ bầy nhầy nằm ướt nhẹp trên giường, nghe trong người rất khó chịu, tôi vẫn cố gắng đi dự lễ. Trong buổi lễ, tôi chỉ nói được mấy câu thì ngồi xuống. Đến trưa, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Tôi cởi áo chàng da, vừa nhìn vô tà áo phía mông, thấy một đống ướt nhẹp, thiệt là xấu hổ và thất lễ biết bao. Ai biết tôi bệnh thì có thể thông cảm, còn người không biết thì sẽ đánh giá tôi thế nào đây. Tôi từng phẫu thuật, cũng đã uống thuốc, nhưng vẫn không lành. Lần này phải nhờ tới Phật Pháp chữa trị thôi. Thế là tôi bảo đồ đệ, tối nay xong khóa tối, các người lui ra hết đi. Ta muốn ở lại chánh điện bái Phật, xem như liều mạng với mụn chỉ nghiệp chướng ngày. Nếu qua được thì sáng mai ta sẽ dự tiếp khóa lễ sáng, còn chẳng qua nổi thì ngày mai các con lên điện khiêng xác ta xuống. Tụng khóa tối xong, mình tôi ở đại điện lễ bái. Tôi thưa với chư Phật, Bồ Tát, cầu xin chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho bệnh con được lành. Nếu không thì con chẳng cách chi tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy của mình. Nếu bệnh không lành thì con quyết không lui ra, giả như con phải chết, thì xin chết ở đây. Hạ quyết tâm xong, tôi một mực lễ bái. Bái đến hơn 10 giờ thì muốn hôn mê. Nhưng tôi vẫn dáng đề tỉnh mà lễ, hơn 10 giờ 30 phút thì đứng hết nổi. Bởi vì hôm trước mất ngủ, hôm sau bị cơn đau hành hạ cả ngày, cho nên không còn cầm cự nổi và té nhào ra trên đất. Sau đó thân tôi hết động đậy, chỉ miệng là còn động đậy được thôi. Tôi nhủ thầm, mình nên đến chỗ Hải Triều Quan Âm, nơi có vách ngăn đỡ, dù có ngã xuống cũng sẽ không bị thương. Thế là tôi lết đến ban thờ Hải Triều Quan Âm, ở trước Bồ Tát Quan Thế Âm, một bề xướng niệm, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm mãi cho tới khi miệng hết động đậy. Đến nước này thì tôi đành đánh cược với số mệnh, miệng hết niệm nổi thì vẫn còn tâm để đối phó. Tôi tập trung toàn lực hướng về Bồ Tát Quan Âm khẩn cầu. Thưa Bồ Tát, xin Ngài đáp ứng cho con khiến mục chỉ của con được lành, nếu không thì hôm nay con chết tại đây cho Ngài xem. Đang khấn thầm như thế, thì tôi bỗng nghe choáng váng. Hình như có trận gió đang thổi tới, tiếp theo là một âm thanh vang lên tới ngẩng đầu nhìn thì thấy trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi trên bàn, có hai vị thần đang quỳ. Đầu họ khoảng ngang gối Bồ Tát. Hai người này chính là thần Đồng Sinh và Đồng Danh. Họ trình báo gì đó và Bồ Tát Quan Âm đang giảng nói tôi nhìn bọn họ chăm chăm, thầm nghĩ, hóa ra Bồ Tát Quan Âm cho gọi hai vị này tới trình sổ báo cáo về tôi đây mà, bất kể họ nói thế nào. Trong lòng tôi đã thầm tính trước, tôi tin mình thiện nhiều ác ít, như vậy bệnh nhất định sẽ được lành do nghĩ như thế, nên tâm tôi trở nên cao hứng. Tôi quay lại nhìn thì thấy hai vị thần đã biến mất tiêu. Tôi bèn hướng Bồ Tát Quan Âm, xin phép trở về phòng mình. Tôi sờ mục chỉ của mình kiểm tra, thấy nó thực sự đã tiêu mất rồi, xem như bệnh tôi hoàn toàn lành rồi. Ái chà chà! Khi đó tâm tôi rất vui, vô cùng cảm kích Phật Bồ Tát gia ân, nỗi niềm này không sao diễn tả được, bởi tôi đã dẹp xong cái mục chỉ quỷ quái kia. Đây là việc tôi tự thân trải qua. Chứng kiến tôi kể lại cho quý vị nghe, là mong mọi người đều biết và tin rằng, phút giây nào trên thân mỗi chúng ta cũng đều có thần giám sát và ghi lại đủ hết thiện ác của ta. Nên tương lai mỗi người sẽ tùy theo nghiệp thiện ác mình đã tạo mà thọ nhận khổ vui, điều này chẳng sai mảy may. Vì vậy quý vị phải tuân thủ lời Phật dạy, hành đúng theo Pháp, phải hết sức cẩn trọng giữ gìn giới luật của mình đã thọ, lúc nào cũng phòng vệ, cẩn thận không để tạo lỗi. Phải ghi vào lòng câu, dù có chết cũng không được phạm giới. Vì giới là đạo sư, giới còn là Phật Pháp còn. Trích Quảng Hóa Luật Sư Hoằng Pháp Cổ Sự. Ha ha ha, 问什么的说